con đường thành tiên nào, chứng đạo nào, đừng tu tiên, vạn lần đừng tu tiên. Tất cả những thứ này đều là âm mưu của bọn chúng. Thử chiêu này, hát huyết cùng liên. Quỷ U chỉ không ngừng né tránh. Thú vị nhìn đạo vô thanh, nề mặt đạo kỳ. Đúng là có thể chơi đùa với hắn một chút. Bất quá sau chuyện này chủ tử nhà ai ra mặt xin lỗi thì còn phải xem xét lại. Tiểu tử, còn không mau dùng toàn bộ thực lực. Quỷ U đã rõ ràng cảm nhận được tu vi của đạo vô thanh tăng lên. Từ kim đan lúc ban đầu đến độ kiếp bây giờ, sự thật là đạo vô thanh đã chiến đấu 10 phút mới tăng lên được thực lực này. Tốt. Minh Hoán. Ồ, hơi giống huyễn linh thuật của tộc ta. Đạn chỉ hôi diệt. Bất quá đạo vô thanh cũng không hề nhụt chí, cứ như vậy đánh với quỷ đế trọn vẹn một ngày. Từ quỷ điện đánh đến quỷ đạo trường, không phải đã đánh một ngày rồi sao? Ngươi để ta nghỉ ngơi một chút được không? Lại đến, đánh xong ta cho ngươi sinh linh đan của phụ thân ta. Lời này là thật. Sinh linh đan này thuộc về địa cấp chân bảo, ổn định hồn thể, hiệu quả cực tốt. Đối với quỷ tộc mà nói càng là như gấm thêm hoa. Đương nhiên, đạo vô thanh càng đánh càng hăng. Tốt, vậy ta lại chơi với ngươi thêm mấy ngày nữa. Ngươi đã vừa lòng chưa? Chưa đủ, hoàn toàn chưa đủ. Khi nào ta có thể đánh bại ngươi thì mới vừa lòng? Chủng tộc này quá mạnh. 10 ngày, chỉ vỏn vẹn 10 ngày. Ta đã đạt đến thiên tiên cảnh của tu tiên hệ thống. 10 ngày từ luyện khí đến thiên tiên, cho dù là nghĩ cũng không dám nghĩ. Bất quá cũng phải có đối thủ tốt. 10 ngày nay, quỷ u đều rất có chừng mực. Khống chế tu vi, vừa vặn có thể áp chế đạo vô thanh một bậc, nhưng cũng không đến mức dễ dàng đánh bại hắn. Như vậy, ta lấy địa hồn phiên mà phụ thân ta chân tàng nhiều năm ở nhà. Thế nào? Đủ rồi. Tiếp tục đi. 3 năm sau, xung quanh quỷ đạo trường đã là quỷ sơn quỷ hải, dị quỷ tụ tập. Lúc đầu bọn chúng đều khinh thường, cho rằng đạo vô thanh không biết tự lượng sức mình. Cho đến bây giờ, thực lực của đạo vô thanh đã không khác biệt lắm so với quỷ ú. Không đánh nữa, không đánh nữa, không còn ý nghĩa gì nữa. Lại thêm 3 năm nữa, cho dù là ở kiếp thứ 100, đạo vô thanh từ tu tiên đến khai thiên cũng mất 500 năm. Bây giờ chỉ mất 3 năm. Quỷ U cũng khiếp sợ trước tốc độ tu luyện của đạo vô thanh. Biết được tu luyện của đạo vô thanh giống như huyết tộc, nhưng lại là vĩnh viễn. Đây là coi ta là bạn luyện tập rồi. Đừng, ngươi cũng nên thực hiện lời hứa rồi. 3 năm nay không thể không có chút hồi báo nào. Phe bánh cũng đã lâu như vậy, cũng không ổn lắm. Được. Tên đạo vô thanh này thật sự rất thú vị. Chủng tộc và thuật pháp của tu tiên hệ thống không khác biệt lắm. Nhưng chủng tộc thi triển thuật pháp không cần linh khí, mà là tùy tâm sở dục. Theo một ý nghĩa nào đó có thể thi triển vô hạn. Đạo vô thanh từ trong tông môn trộm ra địa khế, đưa đến tay quỷ ủ. Dù sao 1 vạn năm tự động làm mới, không cần phải quá xoắn xuýt. Ngày hôm sau, toàn bộ tiên giới lại một lần nữa dậy sóng. Thánh tử vạn kiếm tông, đạo vô thanh hạ chiến thư. Đạo vô thanh ta, vô địch thiên hạ, ta muốn đánh 8 người. Mời 8 vị tiên đế đến, vạn kiếm tông cùng bản tọa, luận bàn võ đạo, nếu như thua, từ nay về sau không được tham dự vào đại cục tiên giới. Toàn bộ vạn kiếm tông trên dưới đều hoang mang lo sợ. Đạo kỳ ở trên cao đài, ánh mắt như đang suy tư điều gì, các vị đại trưởng lão đều muốn cào rách ra đầu. Tông chủ, thánh tử, hành vi này rất không ổn, thật sự là gây nguy hiểm đến an nguy của toàn bộ tông môn, thật sự là không biết trời cao đất rộng. Các vị trưởng lão phía dưới bàn tán xôn xao, nếu đạo vô thanh không phải là thánh tử, em rằng sẽ bị chém chết ngay tại chỗ, treo trước cửa tông môn cho mọi người thấy. Mọi người không cần phải hoảng sợ, 8 vị tiên đế kia chưa chắc đã là đối thủ của ta. Hành động lần này cũng là vì muốn nhanh chóng nâng cao thực lực, cho dù có chết trận cùng lắm thì có thể trọng sinh, cứ mãi nhút nhát chắc chắn sẽ không thể chiến thắng. Vô Thanh, con có hiểu rõ hậu quả của việc làm này không? Nhi thần đương nhiên là hiểu rõ, cùng lắm thì chỉ là chết một lần. Ngươi có biết lần khiêu khích này không chỉ đại diện cho một mình ngươi, mà còn đại diện cho cả vạn kiếm tông chúng ta, là đang đối đầu với cả tiên giới sao? Hoàng đế không vội, thái giám vội cái gì? Ngươi. Được, ngày mai ta sẽ chuẩn bị cho con một chút. Tông chủ, ngài đừng. Đây rõ ràng là một cuộc nhiệt sát không chút hồi hộp. Lão kỳ này lại giở trò gì đây? Tên nhóc này oan nghiệt thật đấy. Anh Di Đà Phật. Ngày hôm sau, vô cực tiên trường của Vạn Kiếm Tông được mở ra, đạo vô thanh một mình đứng ở trong đó. Tiên trường này có thể nhìn thấy tình hình bên ngoài, người bên ngoài cũng có thể nhìn vào trong. Một trận đại chiến kinh thiên động địa sắp sửa bắt đầu. Đột nhiên,
Lão Kỳ, chẳng lẽ đây là một bữa tiệc hồng môn sao? Thật là lâu rồi không đến nơi này. Anh Di Đà Phật. Ta ngửi thấy mùi máu tanh. Cảnh tượng thế này sao có thể thiếu ta được chứ?